là một loại cây rất gần gũi với người dân Việt Nam. Ngoài tác dụng cho bóng mát, ăn trầu, làm cây cảnh thì cau còn là một vị thuốc trong đông y. Các bộ phận của cây cau đều được dùng để làm thuốc để điều trị bệnh, đặc biệt là bộ phận rễ cau. Công dụng của rễ cau là giúp điều trị bệnh liệt dương, hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý. Cách chế biến rễ cau như sau. Nếu dùng độc vị rễ cau thì dùng từ 20 đến 30 gram, sắc với 400 ml nước, sắc cạn còn lại 100 ml nước, chia làm 2 lần uống trong ngày để điều trị bệnh liệt dương. Ngoài ra thì còn có thể ngâm rượu. Đối với 1 kg rễ cau thì bạn có thể ngâm với 3 lít rượu trắng trong vòng khoảng từ 50 ngày trở lên là có thể sử dụng được. Rượu rễ cau có tác dụng cường dương mạnh, kéo dài thời gian quan hệ, điều trị chứng xuất tinh sớm rất là hiệu quả. Đây là bài thuốc khá đơn giản được lưu truyền trong dân gian, song cũng cần lưu ý là không nên lạm dụng bài thuốc này, vì nếu dùng quá liều thì có thể gây tán khí, nghĩa là hao tổn phần khí huyết bên trong cơ thể. Để liên hệ mua rễ cau thì các bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0904 079 719, hoặc đến trực tiếp công ty trà thảo dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.